Con chào cha và cộng đoàn ạ, kính thưa cha. Con được nhớ ơn lắm, con xin kể được ba ơn gần đây ạ. Thứ nhất là cháu ngoại con là đẻ đứa đầu, con gái con sinh đứa đầu thì khó nuôi, thì cái đứa thứ hai thì gia đình đứa đầu con nuôi là cái gì? Khó nuôi ạ, thì cái đứa thứ hai thì sao đứa đầu con nuôi là cái gì? Con gái con sinh đứa đầu là khó nuôi. Thế nuôi là vất vả lắm ạ. À khó nuôi, chúa tôi tưởng là này, ơn lại mà sinh đứa đầu mà nó con đuôi thì rồi chứ là sinh cái con gì đây không biết. Đến đứa thứ hai thì gia đình sẽ bói và đòi phải cúng này mà phải cúng lễ mới nuôi được. Thế thì con hỏi là tôi này hẹn học kinh cầu nguyện được phó tác với Chúa, nuôi được cái không nuôi được là do Chúa thì còn không phải do ông thầy. Thì con gái đồng ý thì con học kinh cầu nguyện suốt đến khi đến ngày sinh thì con gái còn lại sinh trước hai đến sinh trước ba ngày thì đau bụng cả đêm và em bé là uống được nước ối. Thì bác sĩ gọi chỉ còn 2 phút là cứu được em bé, mà ngoài là không ai cứu được cả mẹ và con. Thì con cứ tin tác với Chúa thì đến cuối cùng 4 phút thì là em bé ra đời. Thì Chúa vẫn cứu tất cả mẹ con hoàn hảo. Và bây giờ con được ơn là con rể con là xin vào đạo và làm phép cưới trở lại với con gái con, với hai đứa cháu là rửa tội tất ạ. Thưa anh chị em, chúng ta dễ bị cám dỗ là khó nuôi chứ mà là có đuôi. Mà mình lại đi nghe thầy bùa, thầy cúng, dễ bị cám dỗ. Mà chị đã vững tin là không có đi theo thầy bùa, thầy cúng, mà tiếp tục tín thác vào Chúa để có được những đứa con mạnh khỏe. Thưa cha, có ơn thứ hai là có một bà hàng xóm ở gần nhà con đấy. Bà hỏi con là mày làm thế nào chồng con mày nó ngoan. Thì mình dạy tao thì con bảo chả có làm nó được, chỉ có lòng Chúa thương xót cho bà, có muốn thì đến nhà thờ mà xin. Thì bà bảo nhưng mà tao làm sao mà dám xin, thì tao đi lương, thì tao bảo là Chúa là của nhân loại, không phải Chúa của nhà cháu. Thì bà cứ muốn xin thì đến đi chúng cháu giúp, lúc 3:15 bà đến nhà thờ cầu nguyện chúng cháu giúp bà. Thế là bà hôm sau bà đến nhà thờ, để bước lên đến nền nhà thờ, bà khóc từ nhà thờ khóc vào tới trong. Bà lòng Chúa thương xót thì bà cầu nguyện thế nào thì để Chúa biến đổi, thì là con bà một tháng trở về mà bà lại bỏ ra gần 300 triệu để chuộc con. Bù chùa con ạ, để trả nợ cái hết cho con để con được về. Mà bây giờ cháu ngoan làm ăn vui vẻ với gia đình ạ. Đây tôi tặng cho con một cái máy 370 giảng với cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái quạt nhiều mẹ đến với Chúa. Rồi, kế tiếp.